Vraiment, je suis désolé, Fak. Oh. À, người nước ngoài hả? Sorry, sorry. À. Dạ không, tôi nói được tiếng Việt. Nói được tiếng Việt là mừng quá rồi, tôi xin lỗi nha. Dạ. Cậu có bị thương không? Tôi dạ. Không có ý đâu. Không sao đâu cô. Nhưng mà hồi nãy đi qua tôi để ý là cái cú đá của cô rất là đẹp luôn á. Mà như là cô là vận động viên taekwondo đúng không? À, không phải, tôi không phải là vận động viên. Chỉ có thời đi học thì tôi có thi đấu, nhưng mà bây giờ chỉ có tập luyện chơi cho khỏe thôi. Tôi nhận ra được tại vì hồi nhỏ có tập chút xíu taekwondo thôi. Ừ. Hồi đó là tập gì nè. Wow, đá cũng có lực lắm nha. Thôi, chỉ là nghiệp dư thôi. Rất vui khi được gặp cô, tôi là Julian. À, xin lỗi rất nhiều, tôi tên là Hoa. À, tôi xin được giới thiệu với mọi người. Dạ, đây là kể từ ngày hôm nay, thầy Juliet sẽ là giáo viên tiếng Anh của trường chúng ta. Vỗ tay. À, thầy, Juliet có phải là Juliet trong mà Romeo và Juliet không? Dạ, em là Julian chứ không phải Juliet. Thầy Julian, mọi người nhớ hỗ trợ và hợp tác với thầy Julian để cho thầy Julian mau sớm được hòa nhập với cộng đồng nha. Hòa nhập với trường của mình nha. Julian. Dạ cô Liễu. Sau này có cần cô hỗ trợ gì đó nhớ nói nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Ủa mà cô, sao con thấy cái này ở đây? Trời. Không, đặc biệt là món đồ này á, với người này là không được đụng vào, nghe chưa? Đây là nhân vật rất là đặc biệt. Đây là người mà mỗi ngày á luôn chọc cô cũng tức điên lên được đó. À, là cái người mà hay nói xấu cô đó đúng không? Không những vậy, cô ta còn là người sức sực và bất lịch sự nữa. Trong khi cô cũng biết rồi đó, cô vốn dĩ là người yếu đuối, ít nói và dịu dàng nữa. Dạ. Với những người như vậy làm sao mà cô nói lại chứ? Cô đừng có lo. Bây giờ đó, cái người đó mà dám làm, dám nói gì với cô thì con sẽ xử đẹp người đó. Con nói đó nha. Yes, madam. Con nói vậy là cô vui lắm đó. Sắp tới, tất cả mọi chuyện trông cậy vào con hết đó nha. Dạ. À, thầy Julian, thì ra đây tôi nhờ chút xíu. Ơ, em chào cô. Xin lỗi cô nha, sáng nay em tới trễ. Lần sau làm ơn đi đến sớm một chút. Nếu mà chấm công á, cô đã bị trừ lương rồi đó. Thật tình á, em cũng không có muốn đâu cô. Chả biết lúc này đường xá kiểu gì nữa, đi tới đâu cũng toàn là lô cốt không à, làm em phải tới trễ nè. Một mình cô ở thành phố chắc. Tôi cũng vậy mà có kẹt đâu. Mới sáng sớm. Phải, mới sáng sớm mà làm gì không có nguyên tắc gì hết. Ủa, chị Hoa. Ủa, Julian. Dạ. Nè, em ở đây là sao vậy? Dạ thì từ hôm nay em sẽ chính thức là giáo viên ở đây nè chị. Thiệt hả? Dạ. Nè, vậy là chúng ta là đồng nghiệp. Xin giới thiệu chị là giáo viên thể dục của trường này. Vui quá rồi. Phải rồi, vui ghê vậy đó hả? Dạ. Có gì á thì cứ nói chị chỉ cho. Dạ, cảm ơn. Cái quan trọng á là em phải đá làm sao cho cái chân này thật cao. Coi chị nha. Wow. Cao lên. Thử đi. Ê, cái đầu gối nè. Bây giờ em làm lại nha. Cái đầu gối phải thật thẳng nha. Đứng đi. Đứng đi chị. Đây. Cái chân này thẳng lên. Thẳng á. Thẳng á. Em làm được mà. Bây giờ mình đổi động tác khác nha. Julian. À, dạ cô Liễu. Hôm qua ngày đầu làm việc mọi chuyện vẫn tốt chứ? Dạ, dạ mọi thứ đều rất là tốt đẹp. À, có chuyện này. Hôm qua đó. Dạ. Con có hứa với cô là nếu như mà ai ăn hiếp là sẽ xử giúp giùm cô, nhất là cô Hoa đó. Vậy mà còn chưa giúp thì thôi, đằng này con lại thân thiết với cô ta nữa chứ. Dạ con xin lỗi cô, tại vì con với chị Hoa đã quen nhau từ trước rồi. Sao? Quen nhau từ trước à? Quen được bao lâu mà đã thân thiết như vậy rồi? Quen có lâu bằng cô không? Dạ con xin lỗi cô,
thôi đi. Cô đừng có xin lỗi hoài như vậy. Còn còn có thể nghỉ chơi của ta được không? Còn làm cô thất vọng quá đi. Julian. Dạ. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ. Chị đi mua cà phê. Em muốn không chị mua cho em nha. Dạ. Em nhìn gì vậy? Dạ. Dạ em sợ cô Liễu thấy. Hả? Dạ. Làm gì mà em phải sợ vậy? Bộ cô Liễu dặn là em không được nói chuyện với chị hay sao? Dạ không phải. Ủa nhưng mà chị, sao chị cứ chọc cô Liễu hoài vậy? Giận chơi với cổ thôi, cũng một vài lần. Nhưng mà nè, không lẽ cô Liễu nói với em là em không được tiếp xúc với chị, phải không vậy? Dạ cổ kia em không nên nói chuyện với chị. Gì? Là thiệt đó hả? Rồi em tính sao? Dạ em cũng không biết, em đang suy nghĩ. Người gì đâu mà nhỏ nhen hẹp hòi thế ớn à. Lớn tuổi rồi. Đớt đi, đớt đi, đớt đi, đớt đi, đớt đi, đớt đi, đớt đi. Trời ơi, ông ba lồ kìa. Thầy vô. Tính chuốn hả? Vô lẹ lên. Rớt, rớt, rớt. Lần này rớt chắc luôn nè. Gì vậy chứ? Rớt đi, rớt đi, rớt đi. Rớt rồi, rớt rồi. Trời ơi, tính chốn đâu chốn được tôi đâu. Nè, mọi người chơi gì mà vui vậy? Ủa cô Liễu, đây là trò chơi đầm hải tặc, vui lắm cô chơi đi. Ui biết trò này, đi chơi chơi với, chơi với được không? Hả, chơi chơi vô vui đi. Julian chơi hả? Cô cũng chơi nữa. Ủa cô, nhớ hồi trước cô đâu có thích chơi trò chơi này đâu. Nè, bộ tưởng là cô già phải không? Cô thấy trò này vui mà. Trời ơi, già cũng chịu chơi dữ. Nhưng cô nhớ nha, lát nữa mà thua là bị bún tráng, đừng có la nha cô. Ờ, bún tráng hả? Chơi thì chơi, sợ gì chứ. Ở đây đông người, không lẽ cô xui xẻo dữ vậy sao? Cô lúc nào cũng là may mắn như cỏ bốn lá gì đó. Trời ơi, cỏ bốn lá nha. Chơi tiếp, chơi tiếp, chơi tiếp, chơi tiếp mọi người. Nè, nè, nè mọi người. Cái gì mà cỏ bốn lá gì vậy? May mắn vậy? Vô đây. Hả? Mọi người đang chơi trò chơi gì vậy? Đây là trò chơi đâm hải tặc. Đâm hải tặc? Cái này chơi sao chỉ em đi. Vui lắm. Nè, bây giờ lần lượt từng người cầm cái thanh kiếm nhựa này đâm vào từng khe nè. Nếu như mà ai xui á, mà để rớt cái đầu con hải tặc ra là người đó thua. Mà thua á, là sẽ bị cái người chơi kế trước bún tráng đó nha. Cô không ngoại lệ đâu đó. Có gì đâu. Chơi thì chơi, có gì đâu phải sợ. Ồ, dữ dữ à. Rớt đi, rớt đi cô Hòa. Rớt đi, rớt đi, rớt đi. Không rớt, không rớt, không rớt. Rớt nè. Rớt, rớt, rớt. Không rớt, không rớt. À, cô Hòa ba lượt rồi. Bây giờ xin mời cô Liễu. Rớt đi, 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 rớt đi. Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi để người ta tập trung chứ. Rớt đi. Tự tin cô Liễu ơi. Lẹ đi cô à. Cái cỏ bốn lá của cô nó không có được may mắn cái lắm à. Thì tôi thôi về đi nha. Trò chơi thôi mà. Ôi, làm sao mà được? Cô thua rồi, tất nhiên là cô sẽ bị em bún chứ phải không mọi người? Đúng rồi, luật mà cô Liễu. Bún gì chứ, tôi có thể trả tiền mà. Cái gì vậy cô? Thua rồi thì cô phải chịu chứ. Cô à. Mọi người hay là để em bị bún giùm cô Liễu nha. Nè, không có được phải không mọi người? Không được, không được. Không có được, không có chịu. Nói như vậy mà cô bún tôi thiệt hả? Tất nhiên rồi. Cô đi uống cà phê đi. Trước mặt đông người mà cô ta lại dám bún tráng cô như vậy chứ. Dù sao cô cũng là hiệu phó mà. Thực chết đi được. Gần tuổi này rồi mà phải khóc vì bị bún tráng chứ. Không thể nào tha thứ cho cô ta được. Chỉ cần cho cô ta một trận, dù có chết cũng mãn nguyện. Cái gì? Bún tráng thôi mà cũng khóc nữa hả?
chơi vui thôi mà. Nhưng mà có vẻ là cổ giận lắm á chị. Với lại còn nói là phải đánh chị một trận thì mới mãn nguyện được đó. Nghe sợ quá ha. Với lại tại dạo này là cổ buồn cái chuyện mà em chơi với chị nè. Mà chị đừng có chọc tức cổ được không? Chị mà không có chọc cổ á thì cổ cũng không có hạ giận đâu. Thế bây giờ phải làm sao chị? Bây giờ sẵn tiện cổ đang muốn chơi chị một trận đúng không? Chị em mình giúp cho cổ hài lòng luôn đi. Bằng cách nào chị? Chị em mình sẽ diễn một vở kịch với cổ. Diễn kịch? Dạ chị Hoa. Nè, mình chơi nha. Ai mà thua tù xì thua thì sẽ bị người kia đánh vô bụng 10 cái. Em dám chơi chị không? Dạ, chơi thì chơi. Thiệt nha, dạ. Đâu là cũng phải ráng chịu cái chưa? Đúng rồi. Nè, 1, 2, 3. Em thắng chị rồi. Trời, chị thua thiệt hả? Đúng rồi. Vậy bây giờ là em phải đóng chị 10 cái đúng không? Thôi được rồi, có chơi có chịu mà, em đánh đi. Chị thua mà đúng không? Nè, đánh đi. Chị chuẩn bị nha. 1 nè. 2 đi. Ôi trời, chưa chết. Chưa hết đủ rồi. Còn 5 cái nữa nha chị, 5 cái nữa nha. Chưa đủ đâu, 10 cái là còn lên. Đâu giả vàng quá chị. Sao nè. Juliet, giả vàng. Juliet, ôi trời ơi. Rồi. Đau quá. Finish. Juliet, cô làm gì vậy hả? Em xin lỗi chị Hoa, nhưng mà luật là luật, chị thua mà. Phải, luật là luật, nhưng mà sao lại đánh phụ nữ như vậy chứ? Ôi, thiệt là giả mạng quá. Cô Hoa, cô có sao không vậy hả? Ôi, em đau quá cô. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.